quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Ngọc Hương nhận được thông tin là chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn mang phong cách Trung Hoa. Và hãy cùng vào bếp xem đầu bếp nào sẽ hướng dẫn cho chúng ta mang phong cách Trung Hoa trong ẩm thực trong ngày hôm nay quý vị nhé. À, xin chào anh Huy. Chào em. Ngọc Hương khỏe không? Em rất là khỏe và đang nói với quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày là ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một món ăn mang phong cách Trung Hoa. Đúng rồi, anh Huy đang chuẩn bị một số nguyên liệu và gia vị để chế biến một món ăn mang phong cách Trung Hoa nhưng vẫn phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam chúng ta. Mà món gì vậy anh Huy? Em thấy anh có vẻ rất là phấn khởi khi giới thiệu món ăn này đó. Thôi được rồi, không để cho Ngọc Hương cũng như quý vị đợi lâu nữa. Tôi sẽ giới thiệu món của chương trình ngày hôm nay rất dễ thương, có tên gọi là vịt quay kho trứng cút. Để chế biến món này chúng ta cần có khoảng nửa con vịt quay, 10 trứng cút, hành tím băm, quế, hoa hồi, hò rí, ớt cắt lát, dừa, một số gia vị thông dụng, hạt nêm aji ngon và nước tương lisa. Anh Huy ơi, món vịt quay kho trứng cút có trứng cút á, không những là người lớn, ví dụ như Ngọc Hương, mà cả những bạn nhỏ cũng rất là thích ăn nữa đó. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng nhất là Ngọc Hương phải biết cách làm sao để chế biến trứng cút cho thật ngon nha. Và để cho trứng cút được ngon, khi mà luộc, quý vị nhớ luộc trứng cút, chúng ta luộc trong nước nguội. Dạ. Bỏ một ít muối. Mục đích sao? Mục đích là chúng ta bỏ ít muối để cho vỏ trứng cút dễ tróc nè. Dạ. Khi luộc khoảng 4-5 phút rồi, chúng ta nhớ vớt bỏ qua nước lạnh. Như vậy thì một chút xíu cái tròng đỏ trong trứng cút thật là ngon, không bị đen. Dạ. Vịt chúng ta chặt từ 4-5 phân như thế này. Anh Huy bắt đầu ướp nha. Dạ. Anh Huy sẽ ướp với hành tím bằm nè. Aji ngon. Aji ngon. Đường. Và đặc biệt là phải có nước tương lisa. Với những món kho với nước tương á, thì em thấy á, màu sắc là đẹp nè, mà lại rất là thơm ngon nữa. Đúng rồi, người Hoa rất là thích kho những cái món có nước tương. Do đó món này lai một chút xíu phong cách của người Hoa. Do đó chắc chắn là không thể thiếu nước tương lisa. Em trộn đều lên cho anh Huy. Dạ. Mình có cần để một khoảng thời gian nhất định cho vịt quay thấm gia vị không anh? Khi mà chúng ta ướp thì để khoảng 3-5 phút là được rồi. Sau khi thịt thấm gia vị, chúng ta lại xào thịt trước khi chúng ta kho. Dạ. Bây giờ anh Huy sẽ phi thơm phần hành tím mầm này. Dạ. Khi mà hành tím mà đây, bây giờ nó mùi thơm rồi nè. Thì em cho ngay cái phần vịt quay vô cho anh. Sẵn sàng. Vịt quay, có vịt quay. Anh sẽ đảo đều lên. Chúng ta cho khoảng 3 muỗng nước tương lisa vô. Dạ. Phần vịt quay này. 3 muỗng nước tương lisa nữa. Ngửi thơm mùi chưa? Nước tương lisa thơm quá. Bây giờ thơm rồi, anh Huy sẽ gấp vô qua một cái tô. Tắt lửa đi em. Dạ. Đây, gấp vô qua một cái tô. Mình xào sơ để thơm ha anh Huy. Để thơm và nước tương lên cái màu vịt rất là đẹp nè. Hấp dẫn quá. Cái chảo này em vẫn giữ lại. Dạ. Và anh cho toàn bộ trứng cút này vô để xào luôn. À, chúng ta cũng xào sơ trứng cút. Đó, trứng cút lên màu rồi đó. Trứng cút rất là dễ ăn, cả người lớn và trẻ con đều rất là thích. Đây, khi mà trứng lên màu rồi thì anh Huy cũng cho qua cái tô này luôn. Và nhớ là để tiết kiệm và giữ lại cái hương thơm của cái món kho này, anh Huy sẽ cho phần nước dừa này vô đây. Dạ. Em đảo đều lên và anh sẽ cho nước dừa này qua cái tô riêng. Dạ. Để chúng ta không bỏ bất cứ cái gia vị nào trong đây cả. Tiết kiệm thiệt. Được rồi đó anh Huy. Rồi, cảm ơn em. Thịt vịt quay này chúng ta sẽ cho vô nồi đất kho là ngon nhất. Ủa, mình kho nồi thường cũng được mà anh Huy. Dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà truyền thống của người Việt thì kho nồi đất thì gia vị sẽ thấm vô vịt quay và thơm ngon hơn. Dạ. Và khi mà kho thì giống như là thịt kho tàu vậy đó Ngọc Hương. Chúng ta để lửa riu riu, trong lúc kho chúng ta vớt bọt. Và bây giờ thì cái nồi đất sẵn sàng rồi. Ngọc Hương mở lửa lên, anh Huy thì bỏ vịt quay vô. Dạ. Ngọc Hương sẽ tiếp tục cho trứng cút vô. Đây Ngọc Hương nè, em thấy không, thịt bắt đầu săn lại rồi. Anh cho phần nước dừa hồi nãy vô nha. Dạ. Cho nước dừa vô xăm sắp mặt thịt như thế này. Khi kho nhớ thường xuyên vớt bọt. Khi nước dừa sôi trở lại em giảm lửa một chút xíu. Dạ. Anh Huy sẽ cho một miếng hoa hồi vô nè, một miếng quế vô nè. Bởi vì sao? Bởi vì thịt vịt có tính hàn,
Do đó kết hợp với hoa hồi và quế vừa tăng thêm hương vị lại vừa có tính nhiệt để cân đối món ăn này cho nó hài hòa và hợp lý. Gắp cái đùi ra đi anh Huy, cảm ơn rất là thích ăn đùi. Thơm quá. Đây em thấy mùi tay vị và quế lên cái mùi rất là thơm, trứng cút nữa nè. Để ăn kèm với món ăn này chúng ta cũng có thể cho một ít rau, dưa, xà lách và anh Huy cho một ít ớt lên trên mặt cho đẹp nha. Múc một ít nước đi kèm. Đây, chế lên dịch. Để cho món ăn thêm màu đẹp nữa, anh Huy cũng có chuẩn bị sẵn một ít ngò rí để cho lên. Thế là xong rồi. Chưa xong, chuyên gia phải đánh giá món ăn chứ. À quên, để anh lấy cho em một miếng nha. Cho em cái trứng cút đi. Rồi. Em cũng giống như các bạn nhỏ, rất là thích ăn trứng cút. Miếng trứng cút. Chắc là phải một miếng dưa leo cho giòn quá. Dạ. Cảm ơn Huy. Anh Huy ơi, không. Là rất ngon thưa quý vị khán giả thân mến. Vịt của chúng ta thấm đều gia vị, đặc biệt là thơm mùi nước tương lisa nè. Tất cả các gia vị đã thấm vào trong miếng thịt vịt. Trứng cút thì cũng rất là ngon luôn. Điều này chắc là các bạn nhỏ mỗi ngày phải ăn tới 5 chén cơm cho một bữa quá à. Quên chia sẻ những cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Chúc quý vị cùng với những người thân yêu của mình có một ngày thật vui vẻ. Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.